Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Bất Động Sản Thanh Niên Gia Lai chúng em ạ. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm lô đất có sẵn nguồn thu trên đất nha quý vị anh chị. Có cây sầu riêng nhé, có tiêu nhé. Trên đất thì đã có đường điện này, núi nhà này và bờ hồ nhé. Một cái hồ là giáp danh với suối luôn ở phía cuối đằng kia. Thì nữa em sẽ bay phần lên cam lên quay cho quý vị anh chị nhé. Thì kênh nhà đất chúng em thì hôm nay giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm thuộc xã Gia Kho nhé, thuộc huyện Chư Sê nha quý vị anh chị. Với tổng diện tích sản phẩm lô đất hôm nay em giới thiệu với quý vị là 1,4 hectare nhé. Có trên đất thì hiện tại đã có 135 cây sầu riêng đều trong thời kỳ kinh doanh này nhé, và vườn tiêu khoảng 600 trụ tiêu. Đây quý vị anh chị, đây là em đang đứng ở phía bên ngoài đường nhé quý vị anh chị. Đây là phía bên ngoài đường, đường này thì ô tô tải nhé, xe con, xe máy đi vào thoải mái. Đây là cái làng này. Trên này thì vừa nãy em đi qua thì có xe tải thu hoạch khoai lang rất là to ở ngay trên đầu đường này. Và em xin phép giới thiệu các hướng đi cũng như là các tiện ích của lô đất cho quý vị anh chị nhé. Theo hướng này nhé, đây theo con đường đất này, chúng ta đi ra đến đầu đằng kia là cái ngã ba, xong chúng ta kẹo sang bên này là đi về xã Ủy ban Nhân dân xã Gia Kho nhé, là rơi vào khoảng 1,3 km nha quý vị anh chị. Ngay trên đầu đây là ủy ban, là trạm y tế, trường học. Còn qua bên hướng này chúng ta sẽ về trung tâm của thị trấn Chư Sê, là rơi vào khoảng 17 km nhé, và ra đến Pleiku rơi vào khoảng chưa đến 40 km ạ. Và lô đất của chúng ta là giáp với lại xã Chư Pứ, huyện Chư Pứ nữa nhé. Bên này là huyện Chư Pứ nha quý vị anh chị, bên này là huyện Chư Pứ này. Thì em sẽ chỉ danh đất cho quý vị anh chị nhé. Đây, từ hướng cây muồng này, cây muồng này và bao mặt tiền đường đất này nhé, là khoảng gần 200 m nha quý vị anh chị. Gần 200 m ạ. Ở bên ngoài thì được gia chủ cọc B40, cọc bê tông này, vây lưới thép B40 nhé, rất là kỹ nhé quý vị anh chị. Và với mức giá bán rất là hợp lý nhé quý vị anh chị, với mức giá cực kỳ là hấp dẫn quý vị anh chị. Trên đất thì đã có sẵn nguồn thu nhé, 135 cây sầu riêng, khoảng hơn 600 trụ tiêu. Trụ tiêu thì theo như em thấy thì khá là xuống cấp rồi, còn 600 toàn là trụ gỗ thôi nhé quý vị anh chị. Trụ gỗ đấy, giá trị nếu mà quý vị anh chị mua về thì có thể nhổ hết tiêu đi và bán trụ gỗ thì giá trị rất là cao. Đấy, khoảng 600 trụ tiêu thì rơi vào khoảng 100 triệu, hơn 100 triệu gì đấy, em ước tính khoảng đấy thôi. Đấy, và đây là cây sầu riêng nhé. Cây sầu này thì được tầm khoảng 5-6 năm tuổi rồi, đang trong thời kỳ kinh doanh mạnh rồi nha quý vị. Trên đất thì có đường điện này, có một ngôi nhà cấp 4 nhé. Vậy em sẽ tiến vào sâu lô đất để quay cho quý vị anh chị nhé. Đây quý vị anh chị, em đã vào trong lô đất của chúng ta nhé. Đây, lô đất thì đã có một căn nhà nhé, căn nhà cấp 4. Đây, cây sầu riêng đây quý vị anh chị, cây sầu riêng này. Trên đất thì có một khoảng sân khá là rộng nhé. Đây, sân bê tông quý vị chị. Nhà đây, nhà cấp 4 này. Quý vị anh chị mua về thì có sẵn nhà ở, chúng ta sửa sang lại một chút thôi thì là chúng ta có thể ở đây luôn được. Và nếu nhà chúng ta đông người thì có thể xây thêm một vài gian nữa. Đây, khoảng sân bê tông khá là rộng nhé. Trên đất thì có một số cây ăn trái như là na nhé, na và sabuche, thắng long.
Đây là cây chanh. Đây là cái roi nhé. Roi. Đây trụ tiêu đây quý vị anh chị. Đây em sẽ quay trực tiếp cây sầu riêng cho quý vị anh chị nhé. Đây sầu riêng khá là tốt nhé. À, với chất đất là chất đất đỏ ba gian nhé. Chất đất đỏ mịn nhé quý vị anh chị. Cây sầu riêng chất đất đỏ mịn nhé. À, còn là một số cây cà phê đấy nhé. Khoảng 200 cây cà phê đồng sen với lại tiêu sầu riêng nhé. Đây là cà phê đang khá còn nhỏ. Khá là còn nhỏ. Tiêu đấy. Tiêu thì theo như em thấy thì cây thì khá là xuống cấp rồi. Chúng ta không thích trồng tiêu nữa thì có thể nhỏ để chúng ta bán lại trụ. Đây, cây sầu riêng này quý vị chị. Đường ống này nhé. Ngay dưới này là cái hồ nhé quý vị anh chị. Ngay dưới này là cái hồ và cái suối chạy chạy qua đất của chúng ta nhé. Đất của chúng ta là giáp danh với suối nhé quý vị anh chị. Giáp danh với suối và gia chủ đào một cái hồ nhé. Hồ dưới đó. 135 cây sầu riêng nhé quý vị anh chị. Đây, gốc cây đây. Cây này thì đây quý vị anh chị, tay em này. Gốc này thì tầm 5 6 năm tuổi rồi. Tiêu, cà phê, sầu riêng. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 1 tỷ 070 triệu nha quý vị anh chị. 1 tỷ 070 triệu thôi ạ. Chúng ta đã có nguồn thu sẵn. Đặc biệt là sầu riêng 135 cây và trụ tiêu là khoảng hơn 600 cây nhé. Đây trụ gỗ này. Để quý vị anh chị mua về không thích trồng tiêu thì nhỏ bỏ đi, chúng ta bán. Giá trị rất là cao. Và còn khoảng 2 đến 300 cây cà phê nhé. Đây chủ nhà thì đang trồng xen cà phê. Có hồ, có nhà, có điện, có nước. Mọi thứ là rất là đầy đủ. Bóng trong vòng bán kính 3 km đổ lại thì chúng ta có đầy đủ các tiện ích như thế nhé. Cái chủ riêng khá là to này. Và em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Quý vị anh chị quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì liên hệ cho em với số điện thoại em đã ghi trên màn hình nhé. Các bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin cũng như là giấy tờ liên quan đến sản phẩm lô đất này cho quý vị anh chị nhé. Và quý vị anh chị xem video mà thấy thiện chí ạ thì liên hệ cho em sẽ dẫn đi xem thực tế lô đất này nhé. Một lô đất rất là đẹp, có sẵn nguồn thu với mức giá bán rất là hợp lý nhé. Do chủ nhà đang cần tiền gấp ngay trong từ giờ đến Tết thôi nên là chủ nhà mong muốn bán với mức giá bán là 1 tỷ 070 triệu nhé. Quý vị có thiện chí thì em sẽ dẫn quý vị anh chị đi xem thực tế hiện trạng của lô đất nhé. Và chúng ta gặp trực tiếp gia chủ để bàn bạc về giá cũng như là xem đầy đủ thông tin giấy tờ của lô đất này nhé. Và em sẽ thể hiện trên màn hình flycam nhé. Quý vị anh chị đang xem kênh cũng như là theo dõi video thì em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để nhận về những thông tin cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh bất động sản Tây Nguyên Gia Lai chúng em nhé.